Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món phá lấu chay. Thì món này làm xong á, thơm ngon, đậm đà, lạ miệng. Phần nước á, thì ngọt tự nhiên từ nước dừa tươi. Thì sẽ ăn cùng với dưa leo kèm với rau găm và ăn với bánh mì đều rất là ngon nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có nấm rơm và nấm đùi gà thì mình sử dụng là 150 g, 2 miếng đậu hũ trắng với 2 cây mì căn, 10 g nấm mèo lát mình sẽ ngâm cho nở. Mình sẽ nấu bằng nước dừa tươi, ở đây mình dùng một trái dừa tươi. Rau ăn kèm thì mình có rau găm với dưa leo và bánh mì. Gia vị thì mình dùng một thìa cà phê bột ngũ vị hương, một thìa canh bột nghệ, 2 thìa canh dầu cà ri, dưới đây là nước tương mình dùng nửa chén nhỏ. Qua hồi thì lát mình để vô á, cho thơm. Với 1 thìa canh hạt nêm chay, 1 ít muối, 1 thìa cà phê đường. Nấm rơm á, thì mình sẽ gọt cái phần gốc ở dưới, chỗ nào đen không ngon. Rồi nấm đùi gà cũng vậy. Xong rồi mình để 1 ít muối vô, ngâm nấm với nước muối cho phần nấm sạch. Đến phần đậu hũ trắng này á, thì mình sẽ cắt ra những miếng vuông cho nó hơi dày một tí. Đây là nấm mèo thì mình cũng đã ngâm nở rửa sạch rồi, cắt nhỏ ra. Còn nấm đùi gà thì mình cũng rửa sạch rồi nha các bạn, cắt ra những cái phanh tròn. Mình cho 1 ít dầu ăn vô trong chảo rồi để phần đậu hũ trắng vô sẽ chiên, chiên cho vàng đều hai mặt. Rồi cũng trở về cái miếng đậu hũ lại. Thì mình làm cái phá lấu chay này, nếu như các bạn không dùng đậu hũ, mình có thể thay thế bằng cái tàu hũ kia cộng. Thì miếng đậu hũ giờ nó cũng vàng đều hai mặt rồi, mình chiên vừa vàng thôi, đừng có quá vàng á. Giờ mình sẽ gấp cái đậu hũ này ra giấy thấm dầu. Rồi tiếp tục mình cũng để cái phần mì căn vô để mình chiên, thì mình cũng chiên cho vàng á. Đây là phần mì căn thì mình chiên giờ cũng vàng rồi, thì mình cũng gấp ra giấy thấm dầu nha các bạn. Khi đem ra giấy thấm dầu xong á, thì mình sẽ cắt cái phần mì căn này ra những cái miếng vừa ăn. Mình cho vô đây 1 ít dầu ăn rồi để phần hoa hời vô để mình xào qua lại cho được thơm. Ở đây thì mình cũng có 1 ít gừng mình đã sắc nhỏ, mình để chung vô mình phi cho thơm nha các bạn. Thì các bạn có thể thay thế bằng hành bô gô á. Giờ thì tất cả mình xào cũng thơm rồi, mình sẽ để gia vị vô. Mình cho vô đây là nước tương. Rồi cũng để vô đây cái bột nghệ với bột ngũ vị hương. Và cái dầu cà ri. Thì phải có cái dầu cà ri này mới cho ra cái phần phá lấu chay á, màu đẹp nha các bạn. Xào cho tất cả đều thì các bạn có thể thay thế bằng dầu màu điều hoặc là ớt bột. Phần gia vị á, tất cả mình xào cũng đều rồi thì mình sẽ để hết cái phần nấm vô.
rồi cũng xào đều cái phần nấm. Các bạn thích các loại nấm nào mình có thể thêm và thay thế để mình làm cái phần phá lấu cho được ngon. Tất cả nấm cũng săn lên, mình cho hết một trái dừa tươi vô. Thì mình nấu cái nước bằng nước dừa tươi như vậy á, cho ra cái nước phá lấu ngọt tự nhiên và ngon nha các bạn. Giờ mình sẽ nấu cho sôi lên, nấm thì chín. Trong lúc nấu mà nếu có phần bọt thì mình cũng hớt hết. Giờ phần nước cũng sôi lên, nấm thì cũng sắp chín rồi. Mình cho đậu hũ với mì căng vô. Khi để cái phần đậu hũ với mì căng vô á, thì mình sử dụng cái mức lửa là nhỏ để cho cái phần nấm, đậu hũ cũng như mì căng á, gia vị á, thấm từ từ vào trong cái phần đậu hũ, mì căng á, thì như vậy cái phá lấu nó được ngon, mềm mà thấm vị á. Rồi khi tất cả chín thì mình nêm gia vị, ở đây mình có đường, hạt nêm, một ít muối. Vậy phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa và hợp khẩu vị với gia đình. Ở đây mình nấu bằng nước dừa tươi á, nên mình sử dụng cái lượng đường ít thôi. Thì giờ gia vị á, mình nêm nếm cũng vừa ăn rồi nha các bạn. Giờ mình nấu cho cái phần phá lấu này á, cái nước cho nó hơi hơi vừa kẹo lại như vậy, chứ cũng đừng có quá kẹo á. Nếu các bạn thích kẹo lại thì mình có thể nấu thêm nữa. Ở đây thì mình nấu cho còn cái phần nước như vậy á, để chấm cùng với bánh mì. Rồi mình sẽ đem cái phần phá lấu thập cẩm ra ngoài tô cho các bạn xem nha. Thì món này mình làm ăn liền sẽ rất là ngon, còn được cái độ nóng. Rồi mình cho một ít ớt cay lên với mình để rau găm lên luôn á. Thì phá lấu thập cẩm chay này sẽ ăn cùng với dưa leo kèm rau găm và ăn cùng với bánh mì. Thì các bạn làm thử cái món phá lấu thập cẩm chay này ăn vừa ngon lạ miệng á, không bị ngán. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.